Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay quý nghệ Sài Gòn Audio giới thiệu với các anh em chúng ta một bộ đôi sản phẩm, đó là hàng mixing tóc, một chiếc ống ly mixing tóc Boden 6001 MA và chiếc CD cũng là mixing tóc 7070. Hai sản phẩm này rất nổi tiếng và sản xuất tại Hoa Kỳ. Mình đã lấy cái vỏ ra rồi. Các bạn, cái ống ly mixing tóc cực kỳ đẹp, mới toanh nè, các bạn thấy những cái bo mạch nó mới, cái những cái bo mạch này rất là dễ vệ sinh, lấy rời ra được, lấy rời ra được, kể cả hai cái bo công suất này cũng lấy rời ra các bạn vệ sinh rất dễ. Cái vỏ này bằng thép, cái vỏ này bằng thép, và con này thì quá nổi tiếng rồi, con này chơi được rất nhiều loại loa. Hôm nay mình ghép với đôi loa JBL L200B. Vâng, con kênh này cũng có vỏ gỗ nhưng mình lấy ra, phía trước là mặt kính bóng. Này, con này thì cũng có các cái cổng ăn chơi này, bắt chép cho trái và phải nha, hai tầng volume, hai tầng. Trên này là ba lăng này có low net này, low net mình đừng bật qua chế độ không low net hoặc là thấp hơn đấy. Và đây là các cổng vào nói chung là các rất đẹp. Cái mà này là mặt kính các bạn nha, cho nên là mình không lo cái dơ, mặt kính nó không có tài gì cả, nay mặt kính đấy. Và con CD cũng vậy, con CD 7007, con CD này chạy giải mã vương miện 1541 này, rất là giá trị này. Con này có thời điểm bây giờ mình bán hạ giá thì nó lên 29 triệu đồng đấy đấy các bạn. Và cũng con này cũng mặt kính luôn, chơi rất nhiều loại đĩa nha, không có remote. Hai con này không có là một hiện tại. Vâng, và bây giờ xin mời các bạn cùng khám phá nội thất của đôi loa JBL L200B trước khi chúng ta nghe một bản nhạc. Xin mời các bạn. Vâng, bây giờ mình cho cái đôi loa nằm xuống rồi. Hôm trước cái đôi hôm trước mình cũng cho cùng mở ra, đôi này mình cũng mở ra cho các anh em xem. Đôi này mình mở ra, mình cho nó nằm xuống nha. Đôi này điều hay hơn là cái cũ này này, cái cũ bách ấy, là gần như trùng chuối Harry 16041, 16041 bên này 16037 này, nó cách nhau có mấy con thôi, số Harry lặng các bạn nha. Số Harry lặng nó dập cũ 136A. Mình xem lại bên này này, đấy số Harry lặng, con này là con 41, con kia là con 37, cách nhau có mấy cái thôi. Rồi rồi cái cụ bách, cái cụ càng là LE85. Một điều đặc biệt cái cụ càng, những cái cụ càng đôi trước cũng vậy mà đôi này cũng vậy, là bốn cái guarantee này còn nguyên, có chữ còn nguyên luôn nha, còn nguyên cái dấu sáp đỏ này, có chữ JBL ở trên này này, ở trên cái góc cái nút đỏ đó. Của bên này cũng vậy, cũ bên này cũng vậy, cũng cách cái cũ này cũng cách nhau có mấy cái thôi. Cũ này là 239 nè, mô đây nhân là 85 239. Rồi bên này là 229 đấy, cách nhau có mấy cái. Mà cái thùng seri là trùng các bạn nha, thùng seri là thùng đôi loa này là seri 82, 825, 826 nè, cái thùng á. Đấy. Còn cái họng kèn thì đấy, cái tem A91. Nói chung là cái đôi loa này đẹp, hai đôi, đôi trước đôi này cũng như nhau. Đôi này có hơn cái là đôi loa số seri liền kề nha. Đấy. Số seri liền kề. Phân tầng nó thì N200B. Bây giờ mình các bạn chờ mình lật cái cò hai của hai cái bách loa lên để gần nhau để các bạn xem cái màu của nó nha. Đây mình đã lấy hai cái bát xuống dưới này để các bạn chúng ta cùng cùng theo dõi luôn. Đây cái màu nó rất đều, ít có loa nào cũng đều lắm, màu loa này rất đều này, bát đẹp kèn nha, rất đẹp. Soi từng cái một, cái này rồi cái này, con mà trước là bát màu vàng, con này bát màu xám, cặp bát khá đẹp ha. Rồi cái phân tầng này, phân tầng là N200B thôi, phân tầng đấy các bạn đấy. Đó, N200B rất rõ,
các bạn nào có nhu cầu mình gửi qua Zalo cho các bạn cùng xem nha. À, cái này cái tem ở phía trong đấy. Rồi ok, cực đẹp, tôi lo phải nó là khá đẹp nha. Rồi bây giờ xin mình bỏ vào lại, tụi mình test một cái clip nhạc riêng ra để các bạn nha. Vâng, bây giờ xin mời các bạn cùng Tuyến Nguyễn nghe một ca khúc của Trường Vũ qua đôi loa JBL L200 qua phối ghép Emily Macintosh và CD Macintosh. Thì xin mời các bạn cùng Tuyến Nguyễn thưởng thức nha. Xin mời. Play. Nút dừng. Năm xưa tôi nhớ
Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Và mình không quên báo giá luôn cho các bạn chiếc âm ly Maxitox MA601 giá ra đi 20 triệu và chiếc CD 7070 Maxitox cũng là 20 triệu. Đôi loa JBL L200B giá của nó là 53 triệu. Xin chào và hẹn gặp lại những clip lần sau.